ba bịch với một phít trước đá này, ngồi đi, ngồi đi. Một phít trước đá đỏ mà còn hơn nữa phít trước đá như là còn một gói thuốc hay gô mà không có mở rồi, coi chắc cũng còn mấy điếu rồi mới khui được đấy thôi, tại vì mình không có mở. Mình đâu đụng vô làm chi, bởi vì đâu dám đụng đâu, cái chỗ đó nó còn nằm mà bóng lưỡng luôn mà. Bởi vì mình đi kiếm tép mình cũng đụng ngại chết, lâu lâu đụng mẹ đi góc hẻm nào lũ lũi ra đụng nó sọt cho cây mặn á, bây giờ nó không dám đâu. Trời ơi, lúc đó nó bằng cùng xin đau tặc rồi, không dám gì. Nó liều ha, liều rồi. Bây giờ một sống hai chết rồi, có còn gì nữa đâu, kiếm người đi theo rồi có gì đâu. Người nhà không em quay hết trơn luôn mà ai phát hiện trước à? Công an kia, công an hả? Ông nghe thở thì ông nghe thở nha, lộ ông nghe thở dưới cái thì ông nói dưới đây, nói đây nè, thiệt chạy xuống là thấy độ nó ngóp đầu lên liền. Thằng này chầm dưới nước ha. Trời, giữa sông luôn á, giữa sông một bình ha. Trời ơi, nước cái mặt ra mà chắc chịu hết nổi, ngợp á, đuối rồi. Đuối cái chỗ đó, ông Nam Hải nói là cái Nam Hải nói là phải sâu trên 4 thước. Bởi vì lặn thì đặt lợp quen á, mấy cái tay kia lặn không tới, cái chú lặn hồi nãy đó, chú nó đặt lợp cỡ là 9-10 thước lặn tới đó, cái chú mà lặn hồi nãy đó, cái chú mà lặn lên cống rửa chỗ ấy á, đi lặn bề sâu mà cỡ 8-9 thước lặn tới đó, đi đặt lợp bắt cá dồ á. Đi mới lặn tới, chứ còn mấy tay kia lặn không tới. Mày thả, mày kêu thả ngày ai. Nhưng mà thôi, chú kêu nó rồi. Mà nhưng mà tôi biết đánh của tôi đó là chỉ thí dụ hai vợ chồng này lộn, tôi phiên bên đây phiên kia, chứ tôi không khi nào cái mà mình gói vô chi, nó có lợi cho bản thân mình gì đâu, nó mang hậu quả cho con cháu mình, cũng có con cháu đầy nóng không có đâu. Tôi nói là bây giờ nói con người đó khỏi đi tu, khỏi đi chùa, kiếm được cái chỗ đó nằm là còn ba bịch sữa, một gói thuốc, cái thuốc đá còn gần này phết. Không lẽ nên uống thuốc sâu cho ta? Không biết. Bây giờ bắt rồi công an giải đi hả? Giải đi rồi, nãy bắt lên là lúc nào nó dạng như nó xỉu, ngợp nước xỉu á. Công an sốc nó còn thở rồi, chở đi rồi ra xe công an là chuyển đi bệnh viện liền. Nó đâm ngoài cái đường đó, máu ngoài đó nó phải không? Ừ. Mấy cái lộ nghe nhỏ đây. Nghe cái ba bánh. 42 vít. Trời ơi, đâm gì dữ thần nghe trời. 40 mấy vít. Cái trên lưng không là mười mấy vít đó. Cái lưng không á. Mỗi tay á, đâm mỗi tay luôn đó. Đâm chỗ mấy tay chứ mỗi tay. Từ 5 giờ sáng tới bây giờ nó kiếm rồi. Cái đó cái đó cái dài dài đó mà không. Mà đúng là cái số này. Người chiến chân về là má gặp nó liền. Chiến chân về chưa được 15 phút là gặp nó liền. Người dân mình thấy ha, là mấy ông công an thấy. Công an nó đi trên lộ đó, nó nghe chứ ở cái khì là nó hô lên, nó nói dưới đây, nói đây nè, thiệt chạy xuống là thấy độ má trò đầu lên liền. Còn nhỏ gái hết rồi. Đâu đây gì? Thôi người ta kiếm vợ khác rồi. Nó cũng chết rồi đó, tử hình nó dễ mình tha. Như vậy thì quyết định mới xuống tử hình chết. Tử hình không biết có tử hình không? Chưa 5 giờ mới liệm. 5 giờ mới liệm hả? Còn mới có 3 giờ mấy chứ. À, không phải là chị không kịp, ta làm chưa rồi. Ta mai chưa rồi, mai lâu lắm. Thank you.
con này nó chưa đi. Tao đổ chắc thể nó đi lúc khoảng 5:45, thẳng mình đánh giá nó vậy đó. Thì tao nói 5:45 rồi, chấm mơ tao nói với chợ rồi. Nếu 5:45 á, quả quyết nó đâm á, thì thằng này không quá trống, không quá một cây số. Bởi vì không có xe, không có người đưa, thì trốn ở đâu? Người ta la quá mày cứ chạy ngược gì đây à? À mày phải ở khu dân cư này nè. Mấy hồi trưa tao vậy tao nói mấy ông công an này sao mà ông kiếm ông gặp chứ đụng trong khu dân cư không đâu cha. Sao chú? Cái bởi vì cái giờ giấc đó nó không còn đường nào đi. Cấp giờ giấc là không cho giờ đi ha. Mình phải đánh giờ đánh giá cái giờ đi. Bởi vì đừng đi lâu xa tao nói thằng này không quá một cây số mà thiệt có quá bao nhiêu mấy trăm thước chứ bao nhiêu. Vậy là nó lủi xuống đâm ngà hả? Ở sau hè này nè, kế đây nè. Ở nhà của ở nhà qua, ở nhà đó gì? Ở nhà tao không ở đó. Ngay buổi chuối. Cái này là mấy anh lưu cấp đó nha. Không, mình nói rõ ràng vậy đó. Mình phải đánh giá như sự thật vậy đó. Mình đâu có nói gì mà giả dối đâu mà sợ. Thấy gì mình nói sao nó vậy đó. Tại vì sớm mơ tôi đánh giá rồi, tôi nói lần này trốn không quá một cây số mà. Tôi hỏi chú mày đó. Còn 15 phút nữa 6 giờ mà 15 phút 6 giờ tháng này đó. Giờ ông thấy tôi không thấy là độ 300 thước rồi. Chú mày trốn ở đâu chứ mày chạy ở đâu chứ mày phải lách cho đừng cho người ta thấy. Cái đó là ở đâu chú? Hả? Thì hội đâm chỗ đó nó qua đây có mấy trăm thước chứ bao nhiêu? Đâm bên cái lô bển. Cái lô bển. Đâm thì ở bên lô kia. Chạy qua lô này qua bên đó có chỗ cây đó. Nó coi sáng. Quay cái bao ngoài nè. Mấy trăm thước chứ bao nhiêu? 40 mấy nhát lần hả? Mình nghe nói thôi chứ mình không có thấy vậy thì mình đâu có thấy cái giống gì. Ở ngoài mấy ông mà công an nó kiểm giác vết thương á. Chứ mình đâu có thấy. Ôi là bành hết. Quá trời. Mỗi bàn hết với đầm này đây, còn đây còn tìm ngay hàng cua. Cái này nó ý đồ nó giết cho chết rồi. Tao nói thiệt với mày nghe. Mày cái đầm hàng cua này nghe. Mày bay bây giờ thôi nghe. Đúng mà. Một đây vô đây ha, một đây vô đây á. Con người thích đứng. Thích đứng luôn. Động sản mà đó là đúng mà. Chỉ á. Trả lên chẳng chứ. Anh đi trước phải không? Anh đi trước đó. Tao đi khoảng là 5:30 đến 35. Anh cũng đi lấy cái số á. Tôi đi bán số mà tôi đi ra trước đó. Bởi vì tôi chạy chậm thường thường đi á. Ví dụ mà đi một lượt á là nó xuống tới chợ Cầu Đúc trước mua khoảng 5-10 phút lận bình giờ là thấy được á. Mình chạy bò bò. Nó sẽ khác hơn, nó sẽ lẹ hơn. Nhỏ không? Vậy là nó đi có tới 6 giờ không? Nghe nói là khoảng 5 giờ mấy giờ cũng gần 6 giờ. Rồi sáng này ai chở đi vậy ta? Dân người ta chở. Không biết nữa, tôi qua ở dưới Cầu Đúc tôi đâu biết. Rồi sáng ai chở nó đi mày? Ai chở chân đen? Chở đi rồi mãi. Anh thay như ngày nè. Hả? Con ẩm nó đi mà tài xế không biết. Dạ. Yeah. Đi xe kia tài xế mình đâu có mỏi tài xế đâm là lấy cái đỡ là đi taxi đó là đi chỉ có tiền thôi xe sáng giờ tôi chạy ngoài tới giờ cái gì đó đi được không nè. Thì là mày làm phước nó đi nữa đó, đó. Đổ mày trúng số rồi. Giá nó rồi chiều nay tôi cũng nhập biệt, tôi xây cho nó cái mã luôn đó. Luôn luôn tức á. Để cho họ mua 3 vé tụi nó đó. Chiều nay tôi vô nhập biệt mình xây đó. 36 hả? Nó nói nhiều tuổi. 36. Còn có 3 vé tôi lấy hết 3 vé luôn. 36 tuổi. 36 nhưng mà quýnh 35 mới được, nam trò nữ sống. Đấy mày là đó. Chục trăm ngàn nè. Vì hôm nay nó cho chú nè, đặc biệt nè, ngày mới mới qua bên đây. Cho chú đặc biệt là 3 tờ là cho riêng mày vào đây 1 tờ luôn. Đâu có làm